Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy đã đi thăm chúc mừng y bác sĩ bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh cơ sở 1 và Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến hy sinh của đội ngũ thầy thuốc trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, tinh thần chiến đấu của những người chiến sĩ áo trắng được phát huy cao độ, để lại nhiều hình ảnh tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy chính quyền các địa phương. Thăm bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh cơ sở 1, đây là bệnh viện đầu tiên của tỉnh được thành lập để điều trị bệnh nhân COVID-19. Hai năm qua, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã hy sinh những lợi ích cá nhân, nỗ lực vượt qua khó khăn hiểm nguy của dịch để điều trị, cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện đang điều trị cho 106 bệnh nhân COVID-19 và hầu hết là người bị bệnh nền nặng. Y bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực từng ngày để cứu chữa các bệnh nhân, giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy ghi nhận và đánh giá cao những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh cơ sở 1. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, tinh thần chiến đấu của những người chiến sĩ áo trắng, trong đó có đội ngũ y bác sĩ bệnh viện được phát huy cao độ, để lại nhiều hình ảnh tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy chính quyền các địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo tỉnh mong muốn đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục đoàn kết, động viên nhau phát huy y đức, tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác, lương y như tự mẫu, đóng góp tích cực hơn nữa vào nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy chúc tập thể cán bộ nhân viên y tế bệnh viện mạnh khỏe, có nhiều đổi mới về trình độ chuyên môn, tiếp tục đóng góp và cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác phòng chống điều trị bệnh nhân COVID-19. Thăm Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy chúc mừng đội ngũ y bác sĩ của trung tâm nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đồng thời nhấn mạnh là đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ nên đội ngũ nhân viên y tế của trung tâm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực, nỗ lực cố gắng xây dựng trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh. Trung tâm cũng cần áp dụng thêm nhiều kỹ thuật cao tiên tiến, thực hiện tốt quy tắc ứng xử y đức, đưa trung tâm trở thành nơi tin cậy trong chăm sóc khám chữa bệnh, không chỉ cho người dân trên địa bàn huyện Tư Nghĩa mà còn các địa phương lân cận.